Khóa học Giám đốc Kinh doanh 4.0. Đối tượng tham gia: 1. CEO tham gia để biết mục tiêu, thẩm định kế hoạch kinh doanh của giám đốc kinh doanh và hỗ trợ giám đốc kinh doanh vận hành hệ thống. 2. Giám đốc kinh doanh tham gia để tổ chức, vận hành phòng kinh doanh theo chiến lược của công ty. 3. Kế toán trưởng, giám đốc tài chính tham gia để biết các loại chi phí, thẩm định được các hạn mức chi phí, phục vụ phòng kinh doanh và theo dõi hạn mức chi phí cho CEO. 4. Trưởng phòng nhân sự tham gia để biết luồng công việc của phòng kinh doanh, khung năng lực nhân sự trong từng bộ phận của phòng kinh doanh để biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức, xây dựng chính sách lương thưởng và tuyển dụng nhân sự cho phòng kinh doanh. Với mục tiêu thứ nhất, giúp CCO đọc được chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp để lấy được mục tiêu kinh doanh từng năm, hạn mức chi phí cho hoạt động kinh doanh, CCSD, bộ điều khiển trung tâm phòng kinh doanh. 2. Nhận diện được các mô hình kênh phân phối nhằm lựa chọn mô hình tối ưu để xây dựng cơ cấu tổ chức. 3. Hiểu, biết được công việc của từng nhân sự trong phòng truyền thông, marketing, sale, sales admin trong mô hình để định biên, xây dựng quỹ lương thưởng bằng hệ thống điều khiển từng nhân viên CCSP. 4. Xây dựng được bộ kit cho từng nhân sự trong hệ thống. Nội quy: mô tả công việc, chính sách lương KPI, chính sách thưởng, quy chế nâng lương, đào thải và hệ thống báo cáo mẫu. 5. Hoàn thiện các kỹ năng quản trị hệ thống, kỹ năng dẫn dắt và lãnh đạo, kỹ năng họp giao ban, kỹ năng báo cáo CEO, kỹ năng đào tạo, kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng, kỹ năng truyền động lực cho hệ thống, truyền thông nội bộ trong hệ thống kinh doanh. Chương trình được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, sử dụng phần mềm online để học và thực hành. Các học viên sẽ được cung cấp phần mềm CEO Brain giám đốc kinh doanh kèm user password và một video hướng dẫn sử dụng. Giám đốc kinh doanh cùng các cộng sự hoàn thiện sơ bộ các bộ điều khiển tự động trong bộ phận kinh doanh bao gồm CCSD, CCFP để xây dựng chiến lược năm 2019. Với mục tiêu giúp CCO nhận diện được mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, dựa trên các thông số lịch sử của doanh nghiệp, xây dựng được cơ cấu tổ chức, điền được doanh thu cũ, điền được chi phí cũ, ra được mức lương trung bình cũ của nhân viên, ra được hạn mức chi phí cũ, điều chỉnh hạn mức chi phí cho năm 2019, xây dựng được doanh thu 2019, xây dựng được kế hoạch chi phí cho năm 2019, xây dựng được bộ máy tổ chức cho năm 2019, xây dựng được mức lương trung bình năm 2019, so sánh hạn mức, mức lương trung bình cũ và mới để đánh giá được tính khả thi của kế hoạch kinh doanh 2019. Công cụ thực hiện: phần mềm CEO Brain giám đốc kinh doanh cho bạn xuất in được cơ cấu tổ chức cũ, hạn mức chi phí cũ, bảng dòng tiền cũ, cơ cấu tổ chức mới, hạn mức chi phí mới, bảng dòng tiền mới. Giai đoạn 2, học offline 3 ngày 3 đêm. Thứ nhất, các mô hình kênh phân phối, nhận diện và phương pháp sử dụng thay đổi. Với mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ kế hoạch kinh doanh trên phần mềm CEO Brain giám đốc kinh doanh, giúp CCO nhận diện được mô hình kênh phân phối chuỗi, nhượng quyền, truyền thống, bán lẻ, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của từng kênh theo dòng sản phẩm để lựa chọn mô hình kinh doanh thông minh để quản trị hoặc thay đổi. Công cụ thực hiện: phần mềm CEO Brain giám đốc kinh doanh và thể hiện hóa trên phần mềm Excel để báo cáo CEO. Kế hoạch kinh doanh năm 2019. Thứ hai, luồng công việc trong truyền thông, marketing, sale để ứng dụng cho từng mô hình kinh doanh. Giúp CCO hiểu được mục tiêu công việc của từng nhân viên, phòng ban, cách kiểm soát hiệu quả công việc. Từ đó xây dựng được hệ thống khoán chi phí, mục tiêu và quỹ lương. Công cụ thực hiện, cơ cấu tổ chức năm 2019. Thứ ba, lựa chọn mô hình kinh doanh và xây dựng cơ cấu tổ chức. Giúp CCO xây dựng được cơ cấu tổ chức. Sau khi định hình được mô hình kinh doanh, công cụ thực hiện bộ kit cho từng vị trí nhân sự phòng kinh doanh năm 2019. 4. Cắt cứ hạn mức chi phí, doanh thu năm 2019 để xây dựng cơ cấu tổ chức hoàn thiện và định biên nhân sự, quy chế lương, KPI, thưởng hệ thống, cá nhân. Giúp CCO xây dựng được cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự chi tiết để đánh giá tính khả thi trên cơ sở khối lượng công việc năm 2019 và hạn mức chi phí được CEO giao. Công cụ thực hiện bảng cash flow kinh doanh 2019. 5. Hướng dẫn sử dụng hệ thống điều khiển trung tâm, phòng ban và nhân sự CCSD, CCSP trên phần mềm Excel để hiểu bản chất. Giúp CCO làm được chứ không phải chỉ để hiểu bằng cách cầm tay chỉ việc và tư duy trong quá trình làm. 6. Sử dụng phần mềm CEO Brain giám đốc kinh doanh để hoàn thiện kế hoạch kinh doanh 2019. Với mục tiêu là hoàn thiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 bằng phần mềm. 7. Chia sẻ các kỹ năng của giám đốc kinh doanh: kỹ năng tuyển dụng, kỹ năng đào tạo, kỹ năng học giao ban, kỹ năng tạo động lực, kỹ năng báo cáo với CEO. Giúp CCO hoàn thiện các kỹ năng lãnh đạo và vận hành hệ thống trên bộ khung chuẩn của mô hình kinh doanh và nhân sự nhằm đạt hiệu quả tối ưu và biết cách sửa chữa nếu trong quá trình vận hành có các vấn đề phát sinh. Giai đoạn 3, các CCO sẽ tiếp tục sử dụng phần mềm CEO Brain giám đốc kinh doanh trong vòng 30 ngày kể từ sau khóa học để phối hợp với các phòng ban, giúp cho CEO, giám đốc kinh doanh, kế toán trưởng, trưởng phòng nhân sự điều chỉnh, sửa chữa,
nhằm thống nhất con số để vận hành kinh doanh năm 2019. Được tham gia cộng đồng doanh nhân CEO Việt Nam, trong đó có các chuyên gia đã thấu hiểu, vận hành, thành thạo các hệ thống CCSD, CCSP. Đội ngũ tham gia huấn luyện bao gồm ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam, người đang vận hành tự động 12 công ty, sẽ là người chủ trì huấn luyện các CEO, cùng các cộng sự là bà Ngô Thị Minh Huệ, Phó Chủ tịch 01 và ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch 02 của tập đoàn, là những người đã cùng ông Ngô Minh Tuấn xây dựng ra các luật chơi cho doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp vận hành tự động. Phương pháp huấn luyện lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, được thực hành với phần mềm, chuẩn hóa cùng các CEO Master bằng bộ công cụ trên phần mềm Excel, hoàn thiện thông số hệ thống bằng phần mềm CEO Brain giám đốc kinh doanh, có ngay cơ cấu tổ chức hệ thống chia lương thưởng, hệ thống báo cáo các phòng ban của chính doanh nghiệp mình ngay sau khóa học bởi phần mềm CEO Brain giám đốc kinh doanh xuất in, huấn luyện các kỹ năng dựa trên tình huống tại doanh nghiệp. Giá trị gia tăng trong khóa học, các học viên sẽ tiếp tục được sử dụng phần mềm CEO Brain giám đốc kinh doanh thêm 1 tháng sau khóa học, được học lại miễn phí, được tham gia đạo Phật và cuộc sống cùng người thân, được tham gia cộng đồng doanh nhân CEO Việt Nam, được sử dụng các dịch vụ khác của CEO Việt Nam như tuyển dụng nhân sự, tư vấn theo gói, đào tạo nội bộ với chính sách nội bộ. Sau đây là một số cảm nhận của khách hàng đã tham gia. Khi nhỏ ấy thì mình vận dụng bản năng nó rất dễ. Nhưng khi mà mình quy mô nó rộng rồi thì mình phải bài bản. Và mình muốn kiểm tra được những cái nhân sự của mình làm việc nó có bài bản đến không thì trước hết mình phải hiểu thế nào là bài bản đã. Tôi mới đi học. Tại vì thực tế chuyện tôi đi học cả công ty người ta cười. Người ta bảo sao sếp lại còn đi học làm giám đốc. Bao nhiêu năm giám đốc rồi, nhưng tôi bảo là tôi đi học thì các bạn mới bắt đầu ý thức được rằng việc đi học nó rất cần thiết. Thì đứng trước thầy Tuấn thì tôi nuốt từng lời đấy và cảm giác là thời gian trôi rất nhanh. Không ngại đi học. Cho nên là những cái kiến thức rất là tuyệt vời và cái cách giảng dạy của thầy Tuấn tôi cho rằng rất cuốn hút. Bởi vì nó không bị khô khan. Thấy rằng là những cái kiến thức này nó rất sát sườn mình. Thì mình phải cố tỉnh táo, nhưng mà rõ ràng là trong quá trình học mình không phải gồng, không phải cố gắng gì cả. Và cảm thấy rất là say sưa, rất là cuốn hút. Khi doanh nghiệp đang nhỏ mình có thể kiểm soát được, nhưng đến bây giờ doanh nghiệp lớn lên một chút là mình không kiểm soát được, không tính được. Mặc dù rằng là lượng doanh thu lên rất cao nhưng mà lợi nhuận không thấy. Đấy là cái vấn đề hiện tại tôi đang gặp phải. Nhưng sau khi học được cái đánh được thông qua thông tin thì tôi biết được học viện sale của thầy Ngô Minh Tuấn này với cái lớp khóa học giám đốc kinh doanh này thì tôi thấy rất là hay và bổ ích. Sau khóa học này tôi tin rằng là tôi có thể biết cách thay đổi để xây dựng một phòng kinh doanh thật tốt, thật hoàn hảo, nó rõ ràng hơn. Tập đoàn CEO Việt Nam, nơi hội tụ những con người giá trị, những sản phẩm giá trị để lan tỏa giá trị.